Mình xin mến chào tất cả quý khán thính giả thương thương đang quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh YouTube Bụi Phố. Và ngày hôm nay thì Tú Quỳnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi đến cho tất cả quý vị tập 8 của bộ truyện Tình thù chưa phai. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những diễn biến hấp dẫn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe thì quý vị hãy nhớ ủng hộ cho Tú Quỳnh cũng như là ekip của Đình Tùng Media bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký cơ độc truyện Bụi Phố để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé! Tôi đến bệnh viện thăm cậu Cậu vẫn chưa tỉnh Vẫn còn nằm trên giường bệnh Khắp người băng bó Máy hỗ trợ đặt ở khắp nơi Nhìn thấy cậu tôi đột nhiên nhớ đến A Nhị trước đây Có chút lo sợ bất an Tôi liền xoay người rời đi Không dám nhìn tiếp Hào quân bởi vì lo cho cậu Mà ốm đi một dòng trong thấy Thần sắc của anh ấy nhợt nhạt Không còn tràn đầy năng lượng tích cực như trước kia Biết Hào quân vẫn cho ăn uống gì Tôi có mua cháo đến Là món cháo gà mà anh ấy thích ăn nhất Hai anh em kéo nhau ra khu nhà ăn riêng, khu vực VIP. Ở đây yên tĩnh, dáng người, cũng dễ nói chuyện. Hà Quân vừa ăn cháo, vừa kể lại kết quả điều tra vụ cháy cho tôi nghe. Kết quả điều tra sơ bộ thì đúng thật là do chập điện nhà kho. Camera ghi hình trước thời điểm xảy ra vụ cháy thì cũng không ghi được hình ảnh bất thường nào. Kết luận hiện tại thì ít tim cháy là do chập điện, không có tác động của con người. Tôi nhíu mày ngờ dược và hỏi. Anh cũng tin ít chìm cháy là do chập điện sao? Hào Quân thở nhẹ ra một hơi, biểu cảm của anh ấy có phần bất lực. Không tin thì cũng không còn cách nào khác. Không phải là một mình anh điều tra mà ngay cả ba em cũng điều tra và cho ra kết quả như thế. Bây giờ chỉ có hai đáp án thôi: một là sự cố, hai là có người cố ý. Nhưng mà tất cả kết quả điều tra đều nghiêng về sự cố ý bây giờ mà anh muốn đẩy kết quả về phía của người cố ý thì cũng không được tôi cũng không biết là hào quân và trịnh gia đã cố gắng hết sức chỉ là tôi vẫn không tin ít chim cháy là vì sự cố hy hữu như vậy nghĩ nghĩ biết là sẽ không nên nhưng mà tôi vẫn muốn đề cập thử với hào quân một lần anh à hay là mình nhờ hồng gia điều tra thử hào quân có chút do dự anh ấy nghiêm giọng hỏi tôi em chắc chưa nếu lỡ như Hồng Gia điều tra ra việc bất thường Vậy thì em tính thế nào? Chuyện này có nguy cơ liên quan đến cả ba chồng của em đó Nếu để lộ ra chuyện Hồng Kỳ từng có mặt ở ít chim Hậu quả này khung lường đó Ngọc ạ à. Tôi thở dài bất lực, rầu rĩ đáp Chuyện này quá phức tạp Em không dám làm bừa Đáng lý em có thể nhờ ông nội điều tra giúp Nhưng mà anh cũng biết tính ông nội rồi đó Cái gì mà ông nhúng tay vào Thì làm gì còn là chuyện bình thường được nữa Không thể nhờ ông nội được cũng không thể nhờ hồng gia, chẳng lẽ mình để cho qua chuyện này như vậy sao anh? tâm trạng của hào quân còn nặng nề hơn cả tôi, chỉ là anh ấy lớn tuổi hơn tôi, ra đời đi trước, cho nên cũng an tĩnh hơn tôi khá nhiều. chuyện tới nước này thì anh không dám nói trước điều gì. nếu đúng thật, ít chìm cháy là do có người cố tình bày mưu, vậy thì mọi chuyện xem ra còn tệ hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta nghĩ. ngọc không được hành động lỗ mãn, vấn đề này liên quan đến toàn bộ an nguy của trịnh gia. Là tính mạng của hàng trăm con người, chứ không phải đơn giản, chỉ là mạng sống của một mình ba thôi. Nếu lỡ như ba có liên quan đến cái chết của Hồng Kỳ năm đó, vậy thì trịnh gia chỉ còn duy nhất một con đường là chết. Tôi nghe mà sốt ruột, run run hỏi cấp. Vậy anh tính thế nào đây? Hào quân thở dài, ánh mắt thầm thúy, lời nói kiên định. Trước mắt, anh sẽ giờ tin vào kết quả điều tra hiện tại chú út với gì cũng tin là như thế mà mọi kết quả điều tra đều cho ra cùng một kết quả như vậy vậy thì anh cũng sẽ tin nhưng mà anh nghĩ vẫn tiếp tục âm thầm điều tra một mình em cũng đừng liên can tới nếu sự thật như những gì anh em mình nghi ngờ vậy thì một mình trịnh gia chiều xóa sổ là được rồi hoàng gia tuyệt đối đừng liên can đến anh cũng biết là ông nội hoàng sẽ bảo vệ cho em và gì nhưng mà anh sợ là hồng gia sẽ không bỏ qua cho em em bây giờ là vợ của hồng gia nếu như hai bên hồng gia và trịnh gia trở mặt vậy thì người khó xử chắc chắn là em tôi lo lắng cực độ nhìn hào quân tôi hỏi một mình anh điều tra có được không anh về nước làm sao có mối quan hệ để mà điều tra hào quân biết tôi lo lắng vậy nên anh ấy liền trấn an tôi anh điều tra từ từ hơn nữa ở đây anh cũng có bạn không phải chỉ có một mình trịnh gia nuôi dưỡng anh cho anh cả một tương lai huy hoàng anh không thể nào trơ mắt nhìn trịnh gia có nguy cơ bị xóa sổ được cả em cũng như thế đừng điều tra chuyện này nữa cứ xem như là không biết đi hoàng gia sẽ không để cho em chịu thiệt đâu hiểu chưa hốc mắt tôi cay cay cảm giác lo lắng không tài nào giấu được tôi lo cho tôi thì ít nhưng mà tôi lo cho nhà họ trịnh thì nhiều nhớ lại ở kiếp trước thời điểm mà tôi sắp chết trịnh gia cũng không khá hơn tôi là bao nhiêu Tôi khi đó cũng đã nghi ngờ là Trịnh Gia bị người ở trên thao túng, muốn xóa sổ. Nhưng mà lúc đó tôi nào có tâm trí để suy nghĩ sâu xa hơn. Hàng ngày đều lo toan tính, ân oán với dịu nhàn hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến những việc nào khác. Tôi cũng không biết sau khi tôi chết thì Trịnh Gia sẽ ra sao. Nhưng mà theo tôi đoán là họ Trịnh sẽ rất thảm, thảm còn hơn cả cái chết oan ức của tôi. Cầu trời cho suy đoán của tôi không chính xác trịnh gia phải bình an nhất định phải bình an tối hôm nay tôi có buổi tiệc đối tác thường là những buổi tiệc ngoại giao thì tôi sẽ không đi nhưng mà lại nhường cho cấp dưới chỉ là hôm nay cấp dưới của tôi có việc bận không thể đi được mà bữa tiệc này lại không thể bỏ qua buộc lòng tôi phải có mặt bước ra đường làm ăn là như thế không thể gì xuất thân hơn người mà ngạo mạn được đã làm ăn thì phải ra dáng người làm ăn dù là làm ăn nhỏ hay là lớn đều phải học cách tôn trọng người tôn trọng ta tương lai không thể nói trước được điều gì ít phiền thì ít kẻ thù con đường phía trước sẽ dễ đi hơn mà đã là dự tiệc thì làm sao không uống rượu được thế là tôi lại say không say lắm nhưng mà đầu óc thì chến choáng có lang mang nhớ lại lời của hồng gia đã dặn tôi liền gọi cho anh ấy bảo anh ấy đến đón có chồng để làm gì tác dụng của chồng là để đến đón vợ mỗi khi say, chỉ thế thôi. Ngồi trên xe, Hồng Gia đưa cho tôi một cốc nước, sờ vào có vẻ vẫn còn ấm. Tôi tò mò không biết đây là loại nước gì, liền quay sang hỏi. Nước gì đây nhỉ? Hồng Gia cười khẽ nhìn tôi, anh bảo, giải rượu, uống đi, anh bảo nhà bếp làm cho em đó. Ồ, Hồng Gia chu đáo quá nhỉ. Hồng Gia nhìn tôi, Nhìn bộ dạng uống trà giải rượu như uống nước lọc, anh liền díu mày hỏi tôi. Tử lượng của em kém quá, sau này đừng uống nhiều nữa. Tôi uống cạn một hơi trà, ở lên một dài hơi, tôi lì rì trả lời. Anh bảo là em, đừng nên đi tiệc nữa thì nghe có vẻ hợp lý hơn đó. Là người làm ăn thì làm sao không thể tiếp rượu, chẳng có ai coi mình ra gì hết. Sau đó lại là những ý nghĩ bất thường. Khi nãy trong bữa tiệc có nghe người bảo sẽ đi ngắm bình minh, vậy nên tôi liền nổi hứng, đòi đi ngắm thành phố về đêm. Mà một đứa dám đòi, một người dám chịu, muốn đi ngắm thành phố về đêm, là có thành phố về đêm ngay. Đã đứng trước tòa nhà mang hai chữ dạng hồng thật to, tôi nhướng mày, bất mãn hỏi người bên cạnh. Hồng gia, anh muốn đưa em đến công ty để làm gì? Anh thiếu nhân viên đến mức như vậy sao? Hồng gia bực cười, anh ôm lấy eo của tôi, thần thần bí bí, nói. Nếu như em thích thì có thể vừa ngắm cảnh thành phố vừa đêm, vừa giúp nhân viên chạy deadline cũng được. Của chồng công vợ, dù sao thì tài sản này cũng một nửa là của em. Tôi biểu mùi chán ghét nói. Anh sang tên cho em chưa? Khi nào sang tên dạng hồng cho em thì em sẽ tin. Nói miệng mà được sang tên thật thì ông nội em đã sang cho em hơn 30 cái biệt thự rồi. Đàn ông toàn là những niềm đau vừa vừa tôi bước vào trong tòa nhà thì hồng gia vui vẻ cười nói thích biệt thự thế sao anh mua cho em nhé tôi uể oải ngáp lên ngáp xuống em thích gian biển nhưng nếu là nơi vừa yên tĩnh vừa ngay trung tâm thì càng tốt anh chọn cho cẩn thận không phải nhà nào em cũng nhận được đâu tài sản của em hiện tại chất lượng lắm đó thiếu mỗi dạng hồng thôi người bên cạnh càng nghe tôi lãm nhảm thì càng há miệng cười như được mùa kéo tôi vào thang máy anh ấy khẽ nói dạng hồng chỉ cho em một nửa thôi nửa còn lại để anh còn kiếm tiền nuôi phủ hạ nữa chứ cho em hết thì mọi người lại ra đường ở sao em bán dạng hồng để mua biệt thự thì anh tức chết tôi dỗ dỗ vào bên má mịn màng của hồng gia cười đáp khó dụ dỗ được anh nhỉ nhưng mà em thích dạng hồng cho em một nửa cũng được em bán một nửa thôi đủ để mua một biệt thự của thành phố này rồi hồng gia cực kỳ kiên nhẫn với những lời xàm xí của tôi Anh cười nói Vậy anh cho em một nửa dạng hồng Em cho anh thuê lại Anh sẽ trả lãi cho em Sau đó anh lấy tiền lãi đi mua biệt thự được chứ Ai lại đi bán một nửa công ty Đám bạn anh cười anh chết Vậy thì cũng hợp lý đó Quyết định như vậy đi nhé Nói đùa lên tin một chốc Thì dây lát đã đến tầng cao nhất Của tòa nhà dạng hồng Ở đây là tầng riêng của cán bộ cấp cao là phòng làm việc của Hồng gia và một vài cấp dưới. "Đưa tôi vào phòng làm việc sao?" "À không phải, phải nói chính xác là phòng nghỉ của chủ tịch." Kéo tấm rèm che sang một bên, toàn bộ cảnh quan phía dưới đều thu hết vào trong tầm mắt. Hồng gia nói không điều hoa, "Anh ấy là đưa tôi đi xem toàn cảnh thành phố về đêm thật, đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều." Hai mắt sáng lên, tôi phấn khích nhìn đến hoa cả mắt. Lúc này tôi lại quay sang nhìn Hồng gia, tôi hối hận nói, không, em nghĩ lại rồi. Anh cho em thuê căn phòng này, em không lấy một nửa dạng hồng nữa. Hồng gia thích thú cười, anh hỏi. Một căn phòng đổi lấy một nửa dạng hồng, giao dịch này lỗ to đấy nhé. Tôi bạo dạng ôm lấy cổ của Hồng gia, nũng nịu lên tiếng. Không vấn đề, thời thế tạo anh hùng, em đây biết lùi làm tiếng, đã xin xỏ thì nên biết thân biết phận chứ. Có người cười đến hiếp cả mắt tay siết nhẹ lấy eo của tôi hào sảng đáp hôm anh một cái anh cho em căn phòng này hôm quá dễ tôi kiện chân hôn lên má của hồng gia sau đó tôi nói vậy được chưa bây giờ mình đi viết giấy sang nhượng rồi đi công chứng luôn nhé một nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt của hồng gia anh cóc nhẹ lên trán tôi cười bảo phòng công chứng không làm việc giờ này đâu đừng có làm khó người ta nhưng mà nếu như em muốn thì hôn anh Thêm vài cái nữa Anh đưa em đi công chứng Lại hôn Rõ ràng là có ý đồ đen tối Ừ chẳng qua là tôi cũng muốn Cho nên không vấn đề gì Một người đòi hôn Một người muốn hôn Và cuối cùng dưới màn đêm huyền ảo Cả hai kéo nhau lên giường Hôn từ lúc nào không biết Quần áo dứt lung tung Thân diệt cả hai nóng đến rực lửa Dưới ánh đèn mờ nhạt Có người đang quỳ ở trên giường nín nhìn dục vọng mà thều thào từng chữ thật khẽ. Ngọc, anh có thể không? Tôi nhìn anh, nhìn thấy mồ hôi nhạt nhòa trên trán, thấy cả thân người rắn chắc, bờ dai và dòng ngực đầy đặn của anh. Ánh mắt anh nhìn tôi rất tình, đầy mê luyến và cũng đầy nâng niu. Lớn cả rồi, và cũng là vợ chồng của nhau, cũng không phải chưa từng làm chuyện này, có cái gì mà không thể. Ở độ tuổi này của tôi và anh Ngủ chung một giường Mà không có A, B, C, X, Y, Z Thì nếu đồn ra bên ngoài Người ta chắc chắn sẽ nghĩ Bọn tôi là người âm Nở một nụ cười quyến rũ nhìn anh Giọng của tôi nhỏ xíu Như tiếng mèo con kêu Tôi đáp Anh cởi hết quần áo của em ra rồi Bộ anh định đem trúng gió Ngẫm củ tỏi Để khỏi sang tên căn phòng này sao Một câu trách móc đầy ám muội Người đàn ông đang quỳ hai chân đột nhiên nở một nụ cười tà mị. Chỉ vài giây sau đó, cả người tôi liền trở nên càng cứng, thân dưới truyền đến một loại cảm giác, vừa đau, vừa thỏa mãn, khó nói thành lời. Bàn tay của hồng gia tham lam, xòa xòa, nắng nắng, gò bồng đào của tôi. Dạo đầu thì cũng đã làm rồi, bây giờ thì dạo diệt chính. Hai cơ thể hòa làm một, không dung tục, rất dịu dàng và tình tứ. Hồng gia đối đãi với cơ thể của tôi rất nhẹ nhàng, nâng điều tưởng như mỗi tức da thịt trên người của tôi đều là cánh hoa quý báu. Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh yêu tôi như thế. Những hình ảnh này của anh có lẽ là cả đời này tôi đều sẽ không thể nào quên đi. Khoảnh khắc mà ngọn đèn cao nhất của thành phố được bật sáng lên, chiếu rọi vào căn phòng, ngập tràn những tiếng rền rỉ ám muội. Con người đã nâng tôi lên, ôm tôi vào lòng, thân dưới không động, giống như muốn đem sự tỉnh táo, sự thật tâm nhất để đưa đến trước mặt tôi. Anh ôm lấy tôi, hôn khẽ lên dành tay của tôi. Hai cơ thể dính sát vào nhau, không một kẻ hở. Anh khàn giọng, nói thật khẽ, thật khẽ. Anh cho em căn phòng này, cho em một nửa dạng hồng, cho em cả cuộc đời sau này của anh. Giây phút anh chọn em. Anh biết là anh đã điên. Vậy nên mong em đừng tàn nhẫn với một người điên. Sẽ tội cho anh lắm. Trong thang máy, Tôi bận rộn chỉnh lại cổ áo cho Thế Nam. Người đàn ông này dốc dáng thật đẹp. Mặc áo sơ mi màu nào cũng không làm mất đi phong thái, ngạo nghễ bất phạm của anh. Tính ra thì mắt chọn đàn ông của tôi cũng tốt lắm chứ. Bằng chứng là nhan sắc này và giới sức lực đem qua phải nói là tuyệt vời. Thế Nam dịnh nhẹ lấy eo của tôi. Anh cúi đầu khẽ cười và hỏi Lại đang toàn tính cái gì nữa? Vẫn còn muốn sang tên nữa sao? Tôi ngước mắt nhìn anh cũng không ngại ngùng mà tỏ ra thân mật nịnh nọt thêm chút nữa sang tên thì lúc nào mà em cũng muốn nhưng mà từ nãy tới giờ em đang thầm cảm thán không biết anh ăn cái gì mà lớn lên lại xuất chúng tới như thế có ai nói với anh là anh rất đẹp trai hay chưa hồng gia cười tới vui vẻ nghe rất nhiều không còn ngạc nhiên nữa nhưng mà sau hai chữ nhưng mà là ý ngập ngừng không chịu nói tiếp tôi có chút tò mò liền dướng mày lên nhìn anh như kiểu sốt ruột bảo anh nhanh nói tiếp thấy tôi đợi thì hồng gia cũng không làm mất thời gian tay anh xoa nhẹ eo tôi trầm thấp nói không có gì chỉ là anh thấy em hình như khác trước kia rất nhiều tôi nhíu mày sao đang tự trò chuyện nọ lại sang chuyện kia tôi nghĩ nghĩ mới giờ dịch hỏi khác chỗ nào chứ em vẫn như thế kia mà khác là trước và sau khi em bị trận sốt kéo dài gần cả tháng kia vừa nói như thế thì thế nam vừa nhìn tôi ánh mắt của anh rất tỉnh không chút gần sống nào và cũng không rõ được là anh đang nghi ngờ hay chỉ là du dơ nói như thế tôi nhìn anh cố gắng bình thường nhất có thể tôi cười nhạt nửa thật nửa đùa tôi đáp ý anh nói là em bị sốt đến hỏng cả não bệnh như thế rất mệt coi như là chết đi sống lại đó tới phiên hồng gia nhướng mày nhìn tôi sao chết đi sống lại tôi thản nhiên gật đầu đáp như thật đúng cái cảm giác đó kinh khủng lắm anh không hiểu được đâu dứt câu thì cửa thang máy cũng dần được mở ra hồng gia cũng không tiếp tục hỏi đến vấn đề đó nữa thoáng nghe qua thì có vẻ như hồng gia chỉ là hỏi dù giờ như thế thôi nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại nhìn được là anh ấy cố tình muốn hỏi như thế cũng không phải là do tôi hay ho gì đâu Mà có thể là do tôi đã quá hiểu tính cách của Hồng Gia Nhưng mà cũng không sao Dù cho anh ấy có nghi ngờ Có điều tra đến từng chân tơ kẻ tóc của tôi Thì cũng không thể nào phát hiện ra được chuyện gì Tôi đã từng chết đi sống lại Có đôi khi sống bí ẩn một chút Thì cũng là một cái gì đó rất đổi hay ho Chứ sống thật quá, chân thành quá Kết quả lại nhận lại trí toàn những điều phủ phạm sảnh lớn của dạng hồng có rất nhiều nhân viên đi lại sự xuất hiện của tôi bên cạnh hồng gia làm cho đại sảnh trở nên huyền náo hơn tôi nhìn mọi người xung quanh đang trầm trồ to nhỏ về thân phận của tôi có chút buồn cười tôi kề khẽ tay hồng gia nói thầm sau này em sẽ chăm đến dạng hồng hơn để khi anh cho em một nửa công ty thì bọn họ sẽ không bỡ ngỡ hồng gia cười lớn ung dung khoác tay tôi thân mật cười đùa anh đồng ý. Em mà không thường xuyên đến đây thì bọn họ kiểu gì cũng nghĩ anh nuôi bồ nhí bên ngoài. Bằng chứng là ánh mắt dò xét của nhân viên trong đại sảnh. Da mặt của anh dày thì cũng không chịu nổi. Hàng trăm ánh nhìn nghi ngờ như thế này đâu. Ở kiếp trước, tôi cũng hiếm khi xuất hiện bên Hồng Gia. Bởi vì tôi rất không có hứng thú với tài sản của Hồng Gia. Chỉ hứng thú duy nhất với con người của Hồng Gia mà thôi. Bên ngoài, mọi người đều biết Hồng Gia đã có vợ. Nhưng mà vợ anh ấy là ai? hoàn toàn là một bí ẩn. Đưa tôi lên xe, Hồng Gia trở lại vào trong làm việc, thông qua kính chiếu hậu của xe hơi. Mãi tới khi xe đã chạy được một đoạn mà tôi vẫn còn nhìn thấy được thân hình sừng sững của Thế Nam đang đứng dõi theo. Thực ra là tôi vẫn đang rất mơ hồ về cảm xúc hiện tại của tôi. Một nửa là khao khát, muốn được đắm chìm vào cảm giác được yêu. Một nửa lại tỏ ra cảnh giác và sợ hãi với những thứ đáng sợ mà tôi đã từng trải qua ở kiếp trước hay là kiếp này thì hồng gia vẫn luôn khiến cho tâm càng của tôi bị dày xéo như vậy quá thật có bản lĩnh tình hình sức khỏe của cậu tôi vẫn như thế không tốt hơn mà chỉ có tệ thêm mỗi ngày trong khi đó cuộc sống hôn nhân của tôi và hồng gia thì trái lại phải nói là cực kỳ tốt ái ơn tràn trề thiếu điều cứ như là vợ chồng mới cưới ngày hôm qua nói chung thì bây giờ tôi cũng không còn suy nghĩ sâu xa phức tạp nữa Ban đầu vốn định là sẽ ly hôn, nhưng mà có ai ngờ đến cuối cùng lại thành ra như thế. Nếu ý trời đã như vậy, thì tôi cũng sẽ không ngăn cản cảm xúc của bản thân. Chỉ là sống lại một kiếp, tâm tính của tôi không còn cố chấp vào tình yêu với thế nam như trước đây. Có thể nói là bây giờ tôi sống theo chủ nghĩa, yêu được thì tốt, mà không yêu được thì cũng không vấn đề gì. Tôi sẽ tự tìm niềm vui khác cho tôi. Thế cho nhẹ đầu. A Tam, nhận thấy tâm tình của tôi khá hơn trước đây con bé ríu rít bưng đến cho tôi một chén yến còn ấm đưa đến trước mặt tôi con bé nói mợ ăn đi cho ấm nhà bếp vừa mới chân xong đó tôi nhìn chén yến hỏi khẽ sao hôm nay lại chân yến là bà muốn ăn sao? a tam lắc đầu con bé đáp dạ không là cô viên cần dùng vậy nên nhà bếp mới trưng thêm nhiều phần khác cho mợ và bà chủ ra là vậy a tam lúc này đột nhiên nói tiếp thần thái có vẻ bí mật lắm mợ có chuyện này em thấy lạ lắm chuyện gì thế lại chuyện mấy chị em trong phủ đánh nhau sao a tam lắc đầu con bé liền đáp dạ không là chuyện có liên quan đến chị nhị và cô viên nghe nhắc đến a nhị tôi khẽ nhếch mày nghiêm giọng hỏi nói cho mợ nghe xem đi a tam là tai mắt của tôi ở phủ hạ, thông tin của con bé đa phần rất chính xác, chưa làm cho tôi thất vọng bao giờ. Dạo này sức khỏe của cô Viên không tốt lắm. Em để ý là từ đợt nhìn thấy dòng chữ A nhị bị oan là cô Viên bắt đầu đổ bệnh, thuốc thang suốt ngày. Em còn nghe chị kia nói là người thân cận của chú cúc kể lại, chị đó nói là ban đêm cô Viên ngủ hay gặp ác mộng lắm. Chỉ gần đây thôi, chứ trước giờ không có như vậy. Có khi ba ngày cũng bị sản luôn đó mợ Tôi nhíu mày Nghiêm túc hỏi Tin này có chính xác không A à, Tam gật đầu chắc nịch Cực kỳ chính xác Mợ cũng biết là em thương chị nhị nhất mà Vậy nên kể từ lúc mợ kêu em Âm thầm để ý hành tung của cô Viên Là em chưa dám lơ là ngày nào hết Thông tin mà em vừa nói cho mợ nghe Đều là sự thật Tại vì mợ không gặp cô Viên đó Chứ nếu mợ gặp là mợ hết hồn liền Cô Viên xuống sắc dữ lắm Dừng lại một chút thì A à Tam Đột nhiên tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng Con bé kệ sát vào tay của tôi Nói thầm từng chữ, từng chữ một Nhưng mà cái này Mới là chuyện bất thường nhất nè mợ Là chính mắt em nhìn thấy cô Viên Đưa cậu Bảo ra sau giường Vào đêm khuya thanh vắng Để đốt giấy tiền vàng mã Mợ nghĩ đi làm gì có người bình thường nào lại có hành động kỳ lạ như vậy, rõ ràng là có vấn đề, hạ viên này chắc chắn có liên quan đến cái chết của A Nhị, chắc chắn. Thời tiết vẫn còn khá lạnh, cái lạnh của mùa xuân đang về đến. Tôi mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len mỏng, từ tốn bước về phía sâu của phủ hạ, nơi đang giam giữ hạ viên hà viên đã nhận tội là tự chị ta đến gặp hồng gia để nhận tội nhận hết tất cả tội lỗi về chính mình chị ta nói chị ta không cố ý hại chết a nhị là số qua nhị đã tận chị ta không cố ý hà viên khóc lóc cực kỳ thảm thương chị ta nói kể từ sau khi a nhị chết chị ta chưa được ngủ ngon giấc một ngày nào cả mà đúng thật là hà viên bị ám ảnh tâm lý chị ta bị oan hồn của a nhị dọa đến thần hồn điên đảo nói năng loạn xạ Ngờ ngơ ngát ngát Cứ xin hồng gia lập đàn lập phép cúng cầu siêu cha nhị Chỉ là hạ viên dù cho có bị hồng gia tra khảo tới cỡ nào Thì chị ta cũng không nhận là chị ta âm mưu giết tôi Chị ta nói chị ta bởi vì chướng mắt A Nhị, cộng thêm kích động chuyện mẹ chồng tôi muốn giao phúc bảo cho tôi, nên chị ta mới nhất thời, không thông mà cố tình bày trò phúc bảo mất tích rồi phân phó a nhị đến khu đá giả để thả rắn do a nhị và tôi hà viên lại còn nói chị ta không biết rắn được thả là rắn độc mà kẻ thả rắn này thì cũng không biết nốt chuyện rắn độc là chuyện phát sinh ngoài dự kiến của chị ta cái tên được hà viên sai sử thả rắn cũng đã bị kéo đến hắn ta cũng khai giống hệt như thế sự cố rắn độc rắn thường là do chủ tiệm bán rắn nhầm lẫn hắn thật sự không biết và cũng đã hối hận rất nhiều mà đặc biệt là chuyện núi đá giả bị đổ hạ viên thề sống chết không phải chị ta làm chị ta khóc lóc bảo là chị ta không ác đến như thế không cố tình hại chết a nhị trong kế hoạch của chị ta chỉ là thả rắn dọa người mà thôi không hề có chuyện cố ý muốn giết người chị ta không muốn giết ai hết tin tôi không tin lời khai như vậy thì đáng tin chỗ nào thế nhưng khốn kiếp ở một chỗ là tất cả những người có liên quan kèm với lời khai của hạ viên đều rất có logic hồng gia đích thân cho điều tra kết quả điều tra giống hệt như lời khai của hạ viên không sai lệch một chút nào cả chuyện đi tới nước này thì không thể giao cho hạ viên cho công an sẽ liên lụy và phiền phước đến phủ hạ mà theo ý của hồng gia thì phúc bảo không thể không có mẹ hà viên không thể bị bắt được thôi Hà Viên là mẹ của con trai anh ấy, anh ấy bảo vệ vợ con thì cũng là hợp tình hợp lý. Tôi không có ý kiến. Bởi vì xét theo tính nghiêm trọng của vấn đề, Phú Hạ này là hầu môn thế gia, không phải gia đình bình thường, không phải muốn làm cái gì là làm, sẽ liên lụy đến rất nhiều việc quan trọng khác. Nếu để lộ chuyện Hà Viên âm mưu giết tôi, thì Phú Hạ chắc chắn sẽ bị Phú Thượng và Tộc Hồng áp đặt lệnh trừng phạt. Khi đó người trong thiên hạ này đều sẽ biết chuyện xấu trong phủ hạ, biết cả vợ lớn xuất thần từ hoàng gia như tôi mà cũng bị một cô vợ bé hại đến mức thừa sống thiếu chết. Nói thẳng ra thì những chuyện đàn bà trong những gia tộc hào môn có hại nhau đến thế nào thì phạm vi xử lý chỉ nằm trong trạch gia của họ. Sẽ chẳng có ai để những chuyện xấu hổ giống như thế đồn đại ra bên ngoài. Sống ở hào môn là thế, có quyền lực, cũng sẽ có hạn chế nhất định. Vậy nên mới nói, thường thì một phần nửa con dâu của hào môn đều mơ ước có được một cuộc sống, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, như những người con dâu ở xã hội bình thường. Trong khi đó, người bình thường thì lại mong ước bản thân có thể được dinh hành, gã vào một nhà hào môn của cải ăn không hết. Có người là như thế, luôn mong cầu một cuộc sống mà mình mong ước. Chỉ là ở mỗi một môi trường khác nhau đều sẽ có mặt tích cực và tiêu cực riêng. Chưa chắc còn giàu của hậu môn đã khổ, mà cũng chưa chắc còn giàu nhà bình thường có thể được tự do. Chỉ là không phải cứ cố chấp nuông chịu theo cảm xúc của bản thân là được. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ và hành động cũng sẽ khác nhau. Hậu môn là như thế, lợi ích gia tộc luôn đặt lên trên cao nhất – sau đó mới đến lợi ích của cá nhân. A Tam đi sau lưng tôi, con bé cũng vô cùng uất ức về lời khai của Hạ Viên. Lúc này thì chỉ có hai mợ cháu, con bé không kiên dè mà thoải mái nói chuyện với tôi. Mợ, sao cậu vẫn chưa chịu nói chuyện với con Viên đó cho bà chủ biết chứ? Cậu làm như vậy em thấy không phục. Tôi hướng mắt về phía trước, nhàn nhạt đáp cậu làm như vậy là có lý do của cậu em đừng trách cậu làm gì hà viên dù sao cũng là mẹ ruột của phúc bảo không nghĩ cho chị ta thì cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ vậy mợ định bỏ qua chuyện này như vậy sao mợ tôi nhướng mày đáp khẽ mợ không có nói là sẽ bỏ qua mợ chỉ không muốn ép cậu đến mức đường cùng thôi mợ có cách của mợ em không cần lo đâu dừng lại một chút thì tôi quay sang dặn a tam em ra cổng sau đón người giúp mợ nha đưa ông ta đến phòng giam của hạ viên đừng có chậm trễ a à tam mặc dù rất tò mò nhưng mà không dám hỏi nhiều con bé gấp gáp nhận lệnh đi đón người a à tam đi rồi tôi không vội tự tốn hướng về phía sân sầu mà đi tới hồng gia cho tách riêng hà viên khỏi phúc Bảo. bắt giam chị ta tách biệt ở trong phòng không cho ra ngoài tôi cũng không biết hồng gia đang muốn giải quyết hạ viên thế nào nhưng mà đúng như lời của Hồng Gia nói, Hạ Viên này không nhận tội, không thể lôi gia pháp ra xử lý chị ta. Hơn nữa thân phận của Hạ Viên này lại cực kỳ đặc biệt, đuổi chị ta đi thì không được, mà giữ chị ta lại thì cũng không xong. Phen này thì mệt cho Hồng Gia nhà tôi. Chỉ là tôi cũng đang muốn xem thử xem. Qua chuyện này của Hạ Viên thì Hồng Gia sẽ trọng ai rồi khinh ai. Tôi đẩy cửa vào trong phòng của Hạ Viên. Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh Hạ Viên ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ quan sát nghe thấy tiếng động chị ta liền quay người nhìn về hướng của tôi bọng mắt của hà viên thâm đen rồi sưng hấp trông cứ như ba ngày ba đêm không ngủ hà viên không tính là trẻ trung như dịu nhàn nhưng mà chị ta có sắc dốc lại là người phụ nữ từng trải nên nhàn sắc rất đầm thắm rất dịu dàng chỉ là bây giờ đây hà viên trông chẳng khác nào là một người nghiện ngập bị bắt đi cai nghiện thực là vô cùng thi thảm. Tôi bước vào trong phòng, tự mình đi tới ghế ngồi xuống, Hà Viên biết tôi muốn nói chuyện với chị ta, chị ta cũng cực kỳ biết điều mà đi tới. Cả hai người ngồi đối diện nhau, là Hà Viên lên tiếng trước. "Mợ, tôi biết tội của tôi rồi, tôi không chịu nổi sự dày dò này nữa, tôi xin mợ, xin mợ, lập đàn cầu siêu cho a nhị, cầu cho quái siêu thoát, tuổi tôi không sống nổi nữa mất." Tôi nhìn Hà Viên nhàn nhạt đáp chị muốn ai dị siêu thoát đơn giản thôi chỉ cần chị khai hết sự thật ra là được chị cũng đã thấy ai dị hiện về rồi báo là cô ấy bị oan đúng không tại sao cô ấy nói là bị oan tôi không tin là chị không biết hà viên khổ sở lắc đầu chị ta nói trồng ruông rẩy mợ tôi thề với mợ là tôi không biết cái gì tôi làm cái gì tôi biết tôi đều đã khai hết cho cậu mở nghe rồi mở thấy tôi bây giờ có còn ra dáng con người nữa không? tôi bị ai dị dọa tới mức này, tôi làm sao dám nói dối đây? tôi thật sự không dám nói dối, hay là giấu giếm gì mở đâu? mở tin tôi đi mở. Hà Viên này nói thật hay quá, ánh mắt cũng rất thật, lời nói cũng rất thật. Khẽ thở nhẹ ra một hơi, tôi nhìn thẳng vào mắt của Hà Viên, dù quan sát thần thái của chị ta, tôi vừa chậm rãi nói, tôi thấy chị thành ra thế này thì cũng rất đúng với nhân quả mà chị đã làm ra. Tâm cơ của chị cũng không phải là hiền lành, ngược lại là rất mưu mẹo và độc đoán nữa đó. Chị biết thừa, tôi không thèm phúc bảo nhà chị, thế nhưng chị vẫn muốn hại tôi. Chị hại tôi xém chết như thế mà vẫn cố xin xỏ để được bỏ qua. Nếu đổi lại là tôi hại chị, thì chị có muốn bỏ qua cho tôi hay không? Hà Viên chuyển dời tầm mắt, chị ta ấp úng không nói được một câu. Mợ à, tôi, tôi, thấy hạ viên như thế tôi thừa thắng xông lên khi ngang nói tiếp tôi không biết là chị muốn dùng chiêu gì để thoát tội trạng này thế nhưng tôi nói trước tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế chị có thể lấy được lòng thương hại của hồng gia hoặc có thể chỉ có cách hay của chị nhưng mà tôi nói thẳng bản thân tôi tính ích kỷ lắm lại còn hung hăng ngang ngược tôi sẽ không vì mấy giọt nước mắt này của chị mà bỏ qua đâu dừng một chút tôi lại nói tiếp Chị có thể giấu Giấu đến cuối đời cũng được Chẳng qua là tính khí của tôi cũng kỳ thôi Tôi bây giờ không cần lời khai của chị nữa Chị khai với tôi bây giờ Thì cũng chẳng có ích gì cả Bởi tôi sẽ không tin đâu Thế này đi Chị cố tình thả rắn ra để dọa tôi giả dị đúng không Kế này cũng cao tay đó Cũng thâm hiểm lắm đó Thấy tôi nở một nụ cười nham hiểm Hà Viên nhận ra ngay là tôi muốn làm gì Chị ta đứng bật dậy Hét lớn tiếng mở, mà không được làm bậy. tôi là mẹ của Phúc Bảo, mở không được. Tôi nhếch môi xem thường. Chị làm được, lý gì tôi lại không làm được? Chị là mẹ Phúc Bảo thì sao, chị chống lại được tôi? Hà Viên trừng mắt nhìn tôi, chị ta tức giận quát lớn. Cô, cô đừng có ý mình là cháu gái của hoàng gia mà lộng quyền, tôi, tôi là mẹ đẻ của Phúc Bảo, tôi sẽ kiện cô, lên tộc hồng, tôi kiện cô. Tôi cười thành tiếng. Tôi cảm thấy Hà Viên này chơi cũng mất vui quá. Đứng dậy bước vòng vòng đến trước mặt của Hà Viên. Tôi dường tay ra, bóp chặt cầm chị ta. Tôi cười xem thường, nói gần từng chữ. Tôi kệ mình có hoàng gia chống lưng thì sao? Đặc quyền này, chỉ có đầu thai thêm mấy kiếp thì cũng chẳng có dinh hạnh được trải qua đâu. Mẹ đẻ của Phúc Bảo sao? Tôi bây giờ có giết chị, rồi giờ nhận nuôi Phúc Bảo thì có khi cả cái phủ hạ này phải quỳ xuống mà cảm tạ tấm lòng bao dung của tôi nữa kìa. Hà Viên dám chơi dám chịu, bớt xin xỏ đi. Tôi chỉ cho chị thêm một cơ hội nữa thôi, tự chị suy nghĩ cho thấu đáo. Hà Viên Trừng mắt nhìn tôi, miệng chị ta bị tôi giữ chặt, còn muốn ú ớ gào thét mắng chửi thì cũng không thể nào làm được. Thế chị ta dùng giấy tôi liền buông tay, sau đó nhếch môi nhìn chị ta cười khinh. Tôi nói lớn. Tâm địa của chị thế nào? Thì tự chị hiểu rõ. Chị muốn đấu với tôi, đầu thai kiếp khác, rồi tính tiếp. Bảo trọng với Hạ Viên, có chuyện quan trọng thật sự muốn nói thì hãy tìm tôi. Tính tôi khó chịu, chị mà nói nhảm thì kết cục còn thảm hơn thế này nữa đó. Cảnh cáo xong, tôi xoay người rời đi. Nói đi là đi, không hề do dự một chút. A à, tam lúc này đã đưa người tới, vừa nhìn thấy tôi bước ra, con bé hài mắt, sáng rực, nhào đến hỏi tôi mợ người đã tới, bây giờ làm luôn hả mợ Tôi gợt đầu, lãnh bạc nhìn người đàn ông nọ, lạnh giọng hỏi. Ừ, đã kiểm tra qua chưa? Chắc chắn là rắn không còn nọc chứ. Người đàn ông gợt đầu, tự tin có thừa. Mời chú yên tâm, kinh nghiệm hơn 30 năm nuôi rắn của tôi, mợ không cần lo. Tôi đã từng làm qua vài vụ như thế này rồi. Tôi gợt đầu hài lòng, trực tiếp ra lệnh. Vậy thì phiền ông giúp đỡ người đàn bà bên trong từng dùng rắn độc để giết chết một cô gái còn rất trẻ tôi chỉ là thay cô gái ấy trả oán mà thôi lấy lại công bằng cho người chết nhưng mà tôi đã bàn qua với ông ông cứ theo thế mà làm không cần quá lố người đàn ông nghiêm túc nhận lệnh dạ mời chủ cứ giao lại cho tôi tôi đã nhận tiền thì tôi sẽ không làm cho khách hàng của mình thất vọng đâu người đàn ông này có thể tin tưởng được ông ta được người của hoàng gia giới thiệu không lo là không làm được việc. Dặn dò người đàn ông xong, tôi lại quay sang, dặn thầm A Tam, sai con bé để ý một số chuyện. Xong xuôi hết tất cả, tôi nhanh chóng rời đi, không muốn nán lại căn phòng này để nghe tiếng chửi rủa của Hạ Viên. ngẩng cao đầu bước ra ngoài, trời vẫn còn lạnh, tôi kéo dội áo khoác, cũng không quên nở một nụ cười hài lòng. Chỉ là thoang thoảng đầu đó, nghe như có tiếng người, vừa gào hét lên, vừa hét vừa khóc, Chắc hẳn là người nọ đang phải sợ hãi rất nhiều. Thế gian này, phàm làm việc gì thì cũng sẽ có nhân quả, tôi cũng không tin là có người có thể trốn thoát được luật nhân quả của ông trời, và cũng như Hà Diên này vậy. Tới khi nào chị ta chịu khai ra hết sự thật thì thôi, còn nếu không, mỗi ngày tôi đều sẽ thả rắn và dọa chết chị ta. Đừng có nói tôi độc ác, là quả báo cả thôi, mà quả báo như thế này là còn quá nhẹ, quá nhẹ so với tâm địa xấu xa của hà viên thực sự quá nhẹ hà viên không chịu được quá ba ngày nên đã đổ bệnh lúc tôi đến phòng giam của chị ta vừa dặn nhìn thấy hồng gia nhà tôi cũng đang ở đây tôi khẽ nhíu mày nhìn vào bên trong cảm xúc có chút không vui chẳng qua là tôi cũng không tỏ ra khó chịu ngược lại còn rất bình thản mà bước tới vừa nhìn thấy tôi hà vi đã sợ hãi Nắp vào sau lưng của Hồng Gia, giống như là gà con nấp vào cánh của gà mẹ mỗi khi gặp kẻ địch mạnh. Thấy chị ta như thế, tôi chỉ cười nhạt, trào phúng lên tiếng. Mới có ba ngày đã sợ tới thế này rồi sao? Tôi có phải rắn đâu, tôi là người đó. Càng nghe tôi nói, thì Hà Viên càng hoảng, chị ta dịch người sát đến thế nam. Tay dịnh chặt vào eo anh ấy, khóc lóc xin thế nam bảo vệ. Nhìn thấy Hà Viên cứ dán sát người vào lưng của Hồng Gia, tôi đột nhiên cảm thấy bất mãn, khó chịu nói. Chị cách xa chồng tôi một chút, tôi chưa có ý định giết chị đâu. Chị xin xỏ khóc lóc cái gì chứ? Hồng Gia nhìn tôi, ánh mắt của anh rất tỉnh, không tức giận và cũng không điềm nhiên. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi lại càng khó chịu trong lòng, bực dọc, tôi hỏi. Hồng Gia, anh nhìn em như thế làm gì, anh muốn bảo vệ chị ta. tôi ngồi trên ghế mặt đối mặt với hồng gia hà viên thì dẫn nấp sau lưng của hồng gia run rẩy không dám bước ra cũng không dám tránh sang một bên thế trận giằng co khoảng hơn được một phút hồng gia lúc này mới chịu lên tiếng chỉ là anh không nói chuyện với tôi mà lại hướng mắt về phía của chú ngộ ra lệnh cho chú ấy chú ngộ đưa hà viên sang phòng bên cạnh đi gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy không có lệnh của con thì đừng cho ai khác đến gặp Hà Viên, bất cứ ai cũng không được, kể cả Phúc Bảo và mẹ con. Chú Ngộ gật đầu nhận lệnh, chỉ là lúc dựa Hà Viên ra bên ngoài thì chú vẫn không quên, lén nhìn tôi một vài cái, đầy ái ngại. Về phần Hà Viên thì luống cuốn, đến đi không dững, phải nhờ hai ba người dìu đi thì mới có thể đi được. Chị ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi, lãng tránh, sụt rè đến đáng thương chờ hà viên và người làm ra ngoài hết trong vòng lúc này chỉ còn lại tôi và hồng gia tôi cảm thấy rất khó chịu vì hành động vừa rồi quá nấy vậy nên tôi không muốn mở lời trước tôi muốn nhà xem thử anh ấy sẽ nói cái gì với tôi thấy thái độ của tôi ngoan cố như thế hồng gia khẽ thở dài vẫn không nỡ nặng lời mà chỉ dịu giọng hỏi tôi thả nhiều rắn như vậy em định phá hủy hệ sinh thái của tự nhiên sao rắn không nên sống trong nhà Đến anh thấy còn thấy sợ nữa đó Bên anh ấy đang muốn giải hòa mọi chuyện Tôi cũng không có ý làm khó chị Hồng Gia Chỉ là tôi không muốn bỏ qua cho Hạ Viên Tôi thật sự không muốn Giữa ức, vừa khó chịu Tôi kênh kiệu đáp Anh không sợ rắn Là anh đang sợ vợ bé của anh Bị rắn của em dọa đến nửa điên nửa khùng có đúng không? Hồng Gia cực kỳ kiên nhẫn Với thái độ ngang ngược của tôi Anh tiếp tục dịu dọng anh biết là em đang giận Cũng biết em phải chịu rất nhiều uất ức Nhưng mà cho anh thêm thời gian Để điều tra về chuyện này Nha Tôi nhìn anh Thẳng thắn hỏi Vậy nếu như anh điều tra ra Lời khai của Hạ Viên Toàn là dối trá Vậy thì anh sẽ làm gì Có giúp em trả thù Có đuổi chị ta đi hay không Nghe tôi hỏi như thế Hồng cha đột nhiên im lặng không đáp Sự lặng lẽ của anh khiến tôi Đã giận lại càng thêm giận không có thêm kiên nhẫn, ngồi đây gây nhau với nấy, tôi liền đứng bật dậy, muốn đi ra bên ngoài. Nhìn thấy tôi giận dỗi muốn đi, thì Hồng Gia liền gọi tôi lại, sắc mặt qua nấy nặng nề, ánh mắt trầm tĩnh anh trầm giọng kêu tôi. Ngọc, đừng làm loạn nữa. Tôi trao mày nhìn anh, bất mãn lớn tiếng. Làm loạn, anh cho rằng em đang làm loạn ở nhà anh sao? Trả thù kẻ đã hại mình, thì gọi là làm loạn sao? Anh có vấn đề về nhận thức rồi đúng không? Hồng Gia bắt đầu khó chịu về lời nói của tôi. Anh ta nhíu mày nhìn tôi, giọng khàn xuống. Ngọc, em là vợ của anh. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em. Em phải tin tưởng anh. Tôi cười nhạt, cố tình muốn cãi nhau. Vậy nên tôi mới tỏ ra thái độ bất cần đời như thế. Tin tưởng anh, để được cái gì? Người ta hại vợ anh, anh cũng chỉ có thể nhốt người ta lại. À, cũng đúng. Người ta sinh cho anh một đứa con trai, còn em thì không Thế nên sức nặng của em không bị được với mẹ con Phúc Bảo có phải không? Ngọc Hồng Gia gằn nhẹ một tiếng Tôi lại nghe Thành anh muốn mắng tôi tới nơi Khó chịu trong lòng Tôi nhếch mùi trào vúng Giận dỗi nói Được rồi, được rồi Con trai của anh vẫn là nhất Còn tính mạng này của em Không so được với con trai của anh Và mẹ của con trai anh chứ gì Anh cứ ở đây để bảo vệ chị ta đi Tốt nhất Anh cho hai người đến canh chừng chứ nếu không em lại thuê vệ sĩ đến phá cửa thả rắn dọa chết chị ta đó khổ sở trước sự giận dữ của tôi hồng gia muốn đi về phía của tôi thì lại bị tôi xa lánh tôi bước hẳn ra khỏi phòng ngủ nghịch mà lên tiếng nhưng mà để em nói cho anh biết em sẽ không bỏ qua như thế đâu trừ phi em không còn sống trên đời này nữa anh bất công với em thì đừng trách em bất công lại với vợ và con của anh anh coi chừng phúc kinh ngạc trước lời nói tùy tiện của tôi hồng gia dội vàng chặn ngang không cho tôi nói tiếp anh quát lớn hoàng thanh thiên ngọc tiếng quát vang lên tôi giật mình khi nghe anh gọi hết cả họ lớn tên của tôi lại nhìn thấy gương mặt nặng nề tức giận của anh tôi tức đến đào hết cả lồng ngực lửa giận bốc lên cao ngập cả đầu cố kìm lại cảm giác muốn rơi nước mắt tôi út ức hét lên hồng thế nam anh em ghét anh hét xong tôi xoay người đi nhanh ra ngoài chạy gấp về phòng khóa trái cửa không để cho hồng gia có cơ hội làm hòa tôi cũng biết thừa sau đó thì hồng gia có lên phòng tìm tôi nhưng tôi nhất quyết không mở cửa hết cách anh ấy chỉ có thể ôm một bụng khó chịu mà đi làm muốn mắng muốn chửi thì cũng chẳng có cơ hội đợi xe của hồng gia chắc chắn đã rời đi tôi liền sửa soạn một chút sau đó đến phòng của mẹ chồng một chuyến rồi cứ như thế ôm theo một bụng ấm ức về nhà mẹ ruột. Tôi định bụng rồi, nếu như Hồng Gia không lết đến giải thích rõ ràng với tôi, thì tôi sẽ không thèm về, chắc chắn tôi sẽ không về. Tiếng nhạc sập xình ồ màu nhộn nhịp, tôi lắc lư ly cocktail. theo. Yên tĩnh một góc, nhìn người ở phía đàn hường phấn, nhảy nhót, loạn xạ. Hiếm khi có dịp đến những nơi ăn chơi như thế mà tôi lại chẳng có bao nhiêu hứng thú. Mặt mày cứ căng ra, giống y hệt như là bị ai đó ép buộc đến rót rượu cho đại gia đám bạn của tôi nhìn thấy tôi như thế bọn nó hết mắng rồi đến sĩ giả thế nhưng tôi thật sự không có một chút hứng thú nào để nhảy nhót cả nếu không phải là gì tôi muốn tránh không gặp mặt hồng gia thì tôi đã không đến đây ngồi thù lù một chỗ như thế tôi bỏ nhà chồng ra đi cũng đã được ba ngày ngày đầu tiên về hoàng gia nhưng mà hai ngày sau đó thì tôi đến ở khách sạn Ngày đầu tiên bỏ đi, Hồng Gia có đến nhà mẹ tìm tôi, nhưng mà tôi giận dỗi không gặp. Ngày thứ hai tôi đổi chỗ ở, anh ấy lại gọi điện thoại, nhắn tin, loạn lên để tìm tôi. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì anh ấy lại chẳng thèm gọi và cũng chẳng thèm nhắn tin. Đây là muốn bỏ vợ, muốn ly hôn. Số của tôi thật sự là rất vô phúc. Càng nghĩ càng thấy giận, tôi bức bối, uống cạn ly rượu của đứa kế bên, khiến cho cả đám nhìn tôi như nhìn thấy sinh vật lạ. Còn đã định uống thêm ly nữa, thì ở trước mặt tôi lúc này đột nhiên xuất hiện một thân hình cao to trắng ngang. Anh ta còn hiên ngang giành lấy ly rượu trên tay tôi, díu mày cảnh cáo không cho tôi uống tiếp. Ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt, ngọn nguồn cơn giận. Tôi trừng mắt nhìn anh, đang định mắng cho anh ta một trận, thì lại bị anh ta xách đầu, giác lên trên vai Trong sự trầm trồ của đám bạn tôi, Hồng gia cứ thế giác tôi đi, như giác một con heo vừa được chủ trại bán cho lái mua. Thảm vô cùng. Mặc cho tôi la hét thì tôi vẫn dẫy đạp, loạn xạ khi bị cả gian bắt cóc. Thế nhưng đám bạn tôi thì lại cứ nghe rằng nhìn tôi cười khoái chí. Phải rồi, bọn nó bị hồng gia mua chuột, bằng chiêu thức trả tiền toàn bộ cuộc vui hôm nay. Nên trong mặt mũi đứa nào đứa nấy đều hiện lên hai chữ thỏa mãn. Cái đám bạn khốn nạn này của tôi, tôi chắc chắn sẽ nhai đầu từng đứa. Ngu ơi là ngu. Giác tôi trên dài, mặc cho kẻ đi qua nhìn, người đi lại ngó, hồng da vẫn không kiên về gì mà giác tôi đi thẳng ra xe. Thả tôi vào trong xe, sau đó chuốt cửa, khóa lại. Anh rùa ga phóng nhanh đến khách sạn mà tôi đang ở. Cuối cùng, dưới sự hộ tống của vệ sĩ ở khách sạn Thì ông gia đã có thể giác tôi Lên phòng một cách dễ dàng Không hề gặp một chút trở ngại Tôi là người bị giác suốt Từ nãy cho đến bây giờ Dù gan cồn cào, bất lực mà buông xuôi Xã hội bây giờ đã loạn cả lên Chỉ cần có tiền, có quyền Là muốn bắt cóc ai thì bắt Thật là quá đáng sợ Lên đến trên phòng thì ông gia giác tôi Đến trước giường lớn Rồi thả mạnh tôi xuống Tôi ngã ra giường, sau đó nhanh chóng lồn cồm bò dậy. Vừa dặn nhìn thấy Hồng Gia đang cởi nút áo sơ mi trước ngực, bàn tay mạnh mẽ tháo thắt lưng. Ánh mắt hoang dã như con sói, muốn nhai tươi nuốt sống, con mồi là tôi, ngay và luôn. Vừa kinh ngạc vừa kích thích, tôi trố mắt nhìn anh, giọng tôi run run yếu ớt chống chế. Hồng thấy đam, anh muốn cưỡng bức em. Anh không được làm bậy, anh mà chạm tới sự trong sạch của em, em chết cho anh vừa lòng. Hồng gia nhìn tôi Thần trên đã cởi sạch Lộ ra một nửa cơ thể Phải nói là ngon từ thịt Ngọt từ xương Cực kỳ bổ dưỡng cho nữ giới Ánh mắt của anh đéo giả, giáo hoạt Nụ cười tà mị quyến rũ Anh cười nói với tôi Em muốn diễn tuồng Tuồng cô sinh viên Xui xẻo và anh chủ tịch biến thái sao Trong sạch Em muốn nhảy trên người quanh chưa đủ Muốn đổi kiểu khác kịch tính hơn hay sao? Tôi đỏ mặt trước lời nói bạo dạn của Hồng Gia. Sức chống cự đã yếu lắm rồi, nhưng mà vẫn còn ngoan cố, cự nự. Diễn cái gì? Cả ngày hôm nay anh không gọi cho em, cũng không nhắn tin. Em nghĩ là anh muốn ly hôn em, thành toàn cho anh thôi. Bây giờ anh như thế này là phạm pháp, vừa tổ chức bắt cóc người, vừa cưỡng bức người. Tội này ở tù đánh ruột xương đó. Người nọ vẫn còn rất điềm tĩnh. Nhưng khi nghe tôi nhắc đến hai chữ ly hôn, thì người nọ liền nhào đến trên giường, Giật tôi ngã ra giường Anh cười đẻo hùng hồn quát lên Cầm miệng cho anh Em muốn ly hôn đúng không Được thôi để xem qua hết đêm nay Em còn sống không đã rồi tính tiếp Vừa nói Hồng gia vừa dỗ dài phát vào mông của tôi Vừa đau vừa ngứa Tôi xấu hổ đến phát quạo Tôi đang định hỗn chiến đánh nhau một trận Thì người trên giường liền dơ nanh múa chuốt Lột sạch sành xanh, xanh quần áo trên người của tôi Mà quả thật người nọ cảnh cáo không có sai Tôi cũng không biết tôi có thể sống nổi đến ngày mai hay không. Đêm khuya tĩnh mịch, phòng nghỉ hạng sang, hai thân thể trần trụi quấn quýt mãi không chịu tách rời. Tiếng rền rỉ của nữ giới hòa cùng chung với tiếng gầm nhẹ của đàn ông, ái muội đến không thể ái muội thêm được nữa. Bởi ông bà ta nói có sai, vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường, hòa là không oa tí nào. Đã vậy lại còn làm hòa bằng cách leo hẳn lên giường, đánh nhau một trận tơi bời như thế, thì đây đích thực gọi là tình thú với vợ chồng. Tôi ngồi dựa người vào thành giường, nhìn người đàn ông trước mặt, mũ áo chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Tôi không có ý định sẽ dậy sớm để tiến hồng gia đi làm đâu. Nhưng bởi vì anh ấy cố tình sửa soạn, đi làm vào ngay lúc tôi không thể ngủ thêm được nữa, vậy nên mới phát sinh thêm cảnh tượng này. Hồng gia ngồi trên ghế, anh nhàn nhã, ăn bữa sáng mà khách sạn vừa đem lên, vừa ăn vừa nhìn tôi, giống như là nhìn thú quý ở trong sở thú vậy. Có chút khó chịu, tôi bất mạng trách cứ. Anh ăn nhanh đi, lề mề như thế. Hồng Gia cười cười, ung dung đáp. Không dội, dù sao cũng trễ rồi, trễ thêm một chút nữa thì cũng chẳng sao. Tôi nhăn nhó kêu lên. Nhưng mà em còn phải thay đồ, anh cứ ngồi ở đây thì làm sao em xuống giường được chứ? Hai mắt của người nào đó như sáng lên, đẻo giả nói với anh mà còn ngại sao đêm qua anh không thấy em ngại ngược lại còn vô cùng tôi cắt ngang lời nói đầy ái mùi quanh có chút xấu hổ kêu lên này anh vô lại vừa thôi chứ càng ngày càng ăn nói không biết chừng mực người nọ bị mắng nhưng mà vẫn cứ cười còn dẻo miệng nhìn tôi nịnh nọt đến mắng chồng cũng thấy quyến rũ nữa có vợ xin thật là tốt tôi trợn mắt nhìn anh trong lòng thầm mắng đầu óc của anh có vấn đề càng ngày càng lộ bản chất của một tên không đứng đáng cứ tưởng uy danh lẫm liệt thế nào nhưng mà hóa ra thì vẫn là một tên thích trèo hoa ghẹo nguyệt thấy tôi mặt mày nhăn nhó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế nam nhìn không được mà bật cười anh dùng khăn lau miệng sau đó mới chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi anh đưa em về nhà nhé tôi giận lẫy đáp gọn không em chưa muốn về Hồng Gia bước đến bên giường rồi ngồi xuống, anh dịu giọng khẽ nói. Sao thế? Phụ nữ có chồng, ai lại ở khách sạn mãi như thế được? Tôi nhìn anh, nói rất kiên quyết. Có sao đâu, không ai biết em hết. Anh định có khuyên em, em không muốn về đâu. Khi nào em muốn thì em sẽ tự về. Người nọ đưa tay, déo vào chóp mũi của tôi. Ý cười khe khẽ, giọng nói ấm áp. Được rồi anh biết rồi, nhưng mà có đi đâu thì phải nói với anh. Em ở đâu thì tối Anh đến chỗ của em ngủ nhé Tôi nhếch môi nhìn anh xem thường Ghen tuồng chất vấn Anh đến chỗ của em làm gì Sao không đến chỗ của Hà Viên đi Chỗ mẹ con của cô ấy mà ngủ Hồng Gia không giận khi nghe tôi nói như thế Ngược lại thấy độ của anh Lại cực kỳ mềm mỏng và cương chiều Vẫn còn giận anh sao Tôi xoay mặt Hướng đi hướng khác không trả lời Ra dễ giận dỗi giống như trẻ con thấy tôi chu môi ra dài ngoằng hồng gia yêu chiều cơn nượng dài cái sau đó mới cất giọng dỗ dành đừng giận anh không phải muốn bên hà viên đừng hiểu lầm ý của anh thế này nhé đợi khi nào em chơi chán rồi anh sẽ nói cho em nghe một chuyện thái độ bí hiểm này của hồng gia khiến cho tôi có chút tò mò khẽ xoay mặt sang nhìn anh tôi giờ dịch hỏi chuyện gì chứ anh nói luôn đi để em xem xem chuyện này có đủ sức làm cho em ngu dần hay không Hồng Gia mặc dù rất chịu chuộng theo ý của tôi, nhưng mà riêng chuyện bí ẩn này thì anh lại nhất quyết không nói. Tôi có dọa nạt bằng cách nào thì anh cũng không nói. Anh bảo khi nào tôi chịu về Phú Hạ thì anh mới nói cho tôi biết. Bởi vì chuyện quan trọng như thế, chỉ có thể nói được ở nhà. Hồng Gia đúng là một con sói, trời chiều khích tướng thế này thì báo sau mà kẻ thù lại không nôn nao cho được. Thế nhưng tôi cũng rất cứng rắn, mặc dù trong bụng đang tò mò, muốn chết, nhưng mà tôi vẫn cố chống chế đến cùng. Kết quả thì người đàn ông nọ khơi chuyện xong, lại ung dung, nhàn nhã đắc chí đi làm, để lại một mình tôi trong phòng với một đống đoán già, đoán non. Có chồng khôn cũng khổ quá đi mất, toàn là tìm cách lừa gạt vợ mình, cái đồ hỗn đảng. Hồng gia đã nói là đợi khi nào tôi về phủ hạ thì mới chịu nói cho tôi biết về chuyện bí mật kia. Trong khi đó tôi lại ngang ngạnh không chịu gì. Thế trận dàn co đến gần cả buổi. Đêm nào tôi và Hồng Gia cũng ngủ ở khách sạn. Chẳng qua là tôi thấy như thế cũng tốt, để cho tôi phải uất ức khi ở chung một nhà với kẻ thù của mình. Tôi vừa từ chỗ nhà mẹ tôi về, bữa tối đã ăn ở nhà, cho nên khách sạn tôi không gọi thêm đồ nữa. Tôi gọi một ly sữa ấm, làm việc một mình, miệt mài, dùi đầu vào chạy lại. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy gần 11 giờ khuya. Có vẻ như hôm nay Hồng Gia không đến. Lúc sáng anh có nói thoáng qua với tôi rằng hôm nay có thể anh sẽ đến muộn. Mà muộn như thế này thì chắc chắn khả năng cao là anh sẽ ngủ lại công ty. Tôi đoán là như thế. 11 giờ hơn, Hồng Gia đột nhiên gọi điện thoại đến. Tôi một tay thoa kem dưỡng, một tay trượt nút nghe, vui vẻ nhận điện thoại. Em nghe đây. Đầu dây bên kia lại giang lên, giọng nói có chút trầm khàn của anh. Vẫn chưa ngủ sao? Còn đợi anh, em vừa làm việc xong anh đang bận à không thể đến được có đúng không ừ có thể anh sẽ không đến em khóa cửa phòng thật cẩn thận ngủ sớm đi nhé ngày mai anh sẽ gọi cho em ngủ ngon nhé anh cũng vậy cuộc gọi ngắn ngủi trong vòng không đến một phút tôi mơ hồ cảm nhận được là hồng gia đang có vấn đề gì đó rất phiền muộn khó nói bình thường anh nói chuyện với tôi thì sẽ không nhạt nhẽo như thế ngược lại là cực kỳ không đứng đắn mới đúng Nghĩ nghĩ tôi mới định gọi lại cho một người Nhưng mà chỉ là tôi chưa kịp gọi điện Thì điện thoại lại có người gọi đến Vì nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình Tôi liền nhanh chóng nghe máy Không dám chậm trễ Khoảng chừng 2 phút sau Cuộc gọi một lần nữa kết thúc Tôi trầm mặt khá lâu Suy nghĩ sâu xa một số chuyện Mãi đến khi ngưỡng mặt lên Nhìn vào trong gương Cảm xúc lúc này của tôi đột nhiên Biến hóa một cách rõ rệt Khóe môi của tôi nở một nụ cười lạnh lẽo khẽ lắc đầu dài cái là cái lắc đầu của sự xem thường. Cứ tưởng ẩn nhẫn thế nào, tưởng là tâm cơ thế nào, hóa ra chỉ có thế vẫn không thể thoát được sự cám dỗ của tiền tài và địa vị Chỉ là cái loại cố chấp dùng cả con của mình để tranh giành thì xứng đáng dứt đi. vĩnh viễn không đáng để được người khác thương hại. Tôi không có ý định sẽ về phủ hạ sớm như thế, chỉ là mẹ chồng của tôi đã gọi, Chẳng lẽ tôi lại không chịu nghe Vừa về đến phủ hạ còn chưa kịp đến phòng mẹ chồng thưa chuyện Thì ở đâu đột nhiên có người chạy sòng sọc đến chỗ của tôi Hùng hổ muốn hành hung tôi Hạ viên từ đâu xong đến Chị ta kéo tôi đi Dùng tay tác vào mặt của tôi Chỉ là A Tam nhanh nhạy hơn hạ viên rất nhiều Còn bé đứng ra chắn giúp tôi một cái tác Chắc Một bên má của A Tam đỏ ửng Sướng máu Từng vết xước nhỏ rỉ máu Như cứa sâu vào tim của tôi Tôi ôm lấy mặt con bé, đau lòng kéo A Tam về sau lưng. Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu. Tôi xoay người, nhìn thẳng mặt của Hạ Viên. Giây phút bốn mắt chạm vào nhau, tôi thấy rõ được sự biến chuyển cảm xúc trong ánh mắt của chị ta. Thế nhưng đã muộn. Ba cái tác liên tiếp dàn lên. Hạ Viên bị đánh đến ngã ra đất. Nhìn thấy chị ta thất thế, tôi liền cúi xuống, tấm lấy tóc chị ta giật mạnh. Nửa quỳ, nửa ngồi, đè hẳn lên người chị ta mà Hà Viên cũng không phải là dạng dừa, nhìn thấy tôi chiếm thế thượng phong. Hai tay chị ta liền cao cấu, đánh mạnh vào người của tôi. Có vài cái tôi tránh được, có cái không, cơ bản là vẫn bị chị ta đánh trúng. Tiện nhân, phụ nữ hiện đại ai lại đi đánh nhau, thế nhưng cái ngựa ác độc như Hà Viên không đánh là không được. Bây giờ có cả giới hào môn kéo đến phán xét tôi thì tôi cũng sẽ đánh, cứ đánh trước, hậu quả thì tính sau. Một bên ghi tóc đè bụng, một bên đấm đấm loạn xạ tôi biết thừa là hà viên đã có sự chuẩn bị sợ là gương mặt này của tôi sẽ bị chị ta hủy mất vậy nên tôi liền hét lên kêu a tam chạy đến diện trợ a tam nhào đến con bé cường bạo kéo giữ chặt tay của hà viên vừa giữ vừa mắng mắng tới tấp lúc này không còn cản trở được nữa liền dùng sức lực mà đánh vừa đánh vừa mắng đau không mày chưa nhìn thấy quan tài thì chưa biết sợ đúng không hôm nay nếu có chết thì cả tao và mày sẽ cùng chết, mày yên tâm. Hà Viên trợn mắt nhìn tôi, chị ta dãy nảy như người sắp chết đến nơi. Chỉ kỳ lạ một chỗ là vừa nãy chị ta vẫn còn hùng hổ lắm, nhưng mà lúc này lại giống như con thỏ bị hổ bắt nạt, khóc lóc cầu xin. Cô thả tôi ra, đừng đánh tôi nữa, tôi xin cô đó. Tôi nhíu mày nhìn chị ta, lại nghe A Tam kêu khẽ một tiếng. Cậu cả, tôi biết chắc chắn là Hồng Gia đã xuất hiện Xảo trá thật, tôi vậy mà đánh giá sai năng lực của Hạ Viên này mất. Tôi giật tóc Hạ Viên, cúi mặt, thật gần sát mặt chị ta. Tôi nhếch môi một cái, tôi cười khẩy, nói thầm đầy khiêu khích. Mày diễn sao? Mày nghĩ chồng tao sẽ bên mày bỏ tao sao? Hạ Viên, mày chỉ có phúc bảo thôi. Còn tao, tao có hoàng gia, có trịnh gia, có một nửa bản đồ hào môn chống lưng. Tao mà ngã xuống thì cả nhà mày phải bồi tán theo nhà tao đó. Mày nghĩ tới chuyện này chưa? Dừng một chút, dưới ánh mắt trừng lớn của Hạ Viên, tôi cười đéo, thần bí mà nói. Chỉ là những lời nói của tôi sau đây lại khiến cho Hạ Viên sợ hãi tới mức ruồn rẫy ruồn đến đáng thương. Với lại, con trai của mày là con của ai? Hả? Là con của ai nhỉ? Tao, tao khôn hơn mày tưởng tượng rất nhiều đó. Ái chả? game này mày thua rồi, mày thua chắc rồi. Hạ viên nhìn thấy nụ cười trào phúng của tôi, chị ta run rẩy, ấp úng cả nửa ngày, vẫn không rặn ra được một chữ khỏi khoang miệng. Tôi cũng không rõ Hạ Viên này là đang sợ hay là đang như thế nào, nhưng mà nhìn qua biểu cảm của chị ta thì tôi đoán là tôi làm đúng. Lúc này Hồng Gia cũng vừa đi tới, thấy tôi vẫn còn đang đè trên người của Hạ Viên, anh liền ôm ngang lấy bụng tôi rồi bế tôi sang một bên, đặt tôi xuống đất. Anh nghiêm mặt nhìn tôi rồi hỏi, đánh đã chưa? Tôi cũng nhìn lại anh, khẳng khái, cực độ. Rồi, Hồng Gia đè xuống cơn giận vào trong lòng, anh liếc mắt nhìn xuống chân của tôi. Tầm mắt của anh chuyển dời từ chân đến đùi, đến bụng, rồi cuối cùng lại dừng lại trước ngực tôi. Đưa tay, chính lại cổ áo sơ mi đã bị bung đến dài nút của tôi, sau đó lại sờ đến, vết rách dính máu trên chiếc áo trắng. Sắc mặt anh nặng nề, trầm giọng hỏi. Sao lại có máu? Nghe Hồng Gia hỏi, tôi mới phát hiện ra là áo sơ mi của tôi bị rách, da thịt ở trong cũng bị cứa đến ứa máu. Máu đỏ thấm vào nền áo trắng, giống hệt như máu đỏ, chảy trên tuyết. Màu sắc tương phản, hiệu ứng đem đến, cực kỳ lớn. Đưa tay xoa xoa chỗ dính máu, tôi cũng không ngần ngại mà tố cáo thẳng thường. Anh đi mà hỏi nó, hỏi xem nó nhét cái gì vào kẻ tay để đánh người. Anh nhìn mặt của A Tam đi, là mẹ của con trai anh tác con bé đó nghe tôi nói thì hồng gia liền xoay người nhìn sang a tam phát hiện trên mặt của a tam cũng có vết cứa giống như vết cứa trên thịt của tôi chỉ là vết cứa trên mặt con bé sâu hơn máu chảy rất nhiều vết thương nhỏ này của tôi so với a tam chẳng có là gì cả a tam lại còn bị đánh trên mặt sợ là sẽ để lại sẹo nên tôi liền kêu người đưa a tam đến bệnh viện trước tôi đặc biệt nhờ hào quân sắp xếp cho a tam để cho con bé được khám ở bệnh viện tốt nhất Bác sĩ chuyên môn cao nhất, tôi đã hứa với lòng. Nếu như trên mặt A Tam mà để lại sẹo, thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà để lại sẹo y hệt như thế trên mặt của Hạ Viên. Người đi theo tôi, tôi sống chết gì cũng sẽ bảo vệ đến cùng, không để cho bất cứ ai gì tôi mà phải chịu thiệt. A Tam vừa được đưa đi, thì Dú Cúc đột nhiên chạy đến thông báo Phúc Bảo bị sốt cao đòi mẹ. Hà Viên cũng vì thế mới tạm thời thoát được chuyện này. Nhìn thấy Hà Viên chạy thục mạng đến chỗ của Phúc Bảo, tôi cười khinh trong lòng dài tiếng. Hà Viên này sống tốt là nhờ ơn của Phúc Bảo, vậy mà chị ta lại nỡ lòng nào bán đứng luồn cả con trai. Trên hành lang dài chỉ còn lại tôi và Hồng Gia. Thấy tôi mặt mày cao có, đứng nhìn Hạ Viên. Hồng Gia bước đến trước mặt tôi, chẳng ngàn tầm nhìn của tôi, lại nhìn thấy tôi tròn mắt nhìn anh. Anh lúc này mới trầm giọng lên tiếng. Anh đưa em đi xử lý chết cứa trên người của em trước nha Tôi mím môi Có chút uất ức Tôi đáp gọn Anh đi thăm thằng bé trước đi Đỡ cho em phải mang tiếng mẹ ghẻ Em vừa đánh mẹ nó Bây giờ lại kéo ba nó không cho đi thăm nó Thiên hạ này sẽ nhổ hết nước bọt vào mặt của em Hồng gia đột nhiên bật cười Anh hỏi Biết sợ rồi à Tôi gợt đầu Ừ sợ chứ Sợ người ta nói xấu em Em lại đánh chết người ta Nụ cười bất lực Hiện rõ trên gương mặt nam thần của Hồng Gia Anh không đáp lại Chỉ lặng lẽ kêu người xử lý vết thương cho tôi Mà tôi cũng mệt rồi Trước giờ không quen đánh nhau Tự dưng hôm nay lại hổ báo như thế Thành ra bây giờ lại có chút mất sức Lên đến phòng thì tôi tự mình xử lý vết thương Không muốn làm phiền đến ai Cũng may có một lớp áo sơ mì bảo vệ Nên vết cửa mới không sâu Cũng chỉ trầy một đường thoa chút thuốc là sẽ khỏi. Ngược lại tôi chỉ thấy lo cho A Tam hơn, sợ là vết cứa sâu quá sẽ ảnh hưởng đến gương mặt của con bé. Nghĩ lại đến đây, lại thấy giận trong người. Con mụ hà viên này quá thật là cao tay hơn tôi nghĩ. Nếu như A Tam không đỡ giúp tôi một cái tác kia, thì người bây giờ có nguy cơ bị hủy dung là tôi chứ không phải là A Tam. Chiều này của Hà Viên quá thâm hiểm, con gái chỉ thường mỗi cái mặt Vậy mà chị ta lại nỡ lòng nào ra tay ác độc như thế Càng nghĩ lại càng thấy lo Tôi liền gọi cho Hào Quân Hỏi thăm xem tình hình của A Tam Hạ Quân nói mày là vết cứa không quá sâu Nếu không thì chắc chắn Sẽ phải để lại sẹo không chữa được Chỉ là vết thương trên mặt của A Tam Cũng không phải nhẹ Có chữa lành cũng sẽ một thời gian Để điều trị Nghe mà thấy xót xa trong lòng Bây giờ lại có thêm một người gì tôi Mà chịu thiệt siết chặt điện thoại trong tay tôi hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức mà điều trị cho a tam một a nhị đã là quá đủ tôi không muốn có thêm một a nhị thứ hai vâng thưa quý vị quý vị đã cùng với tú quỳnh lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện này và càng về sâu thì bộ truyện của chúng ta càng có nhiều những tình tiết hấp dẫn Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất sẽ mang đến cho tất cả quý vị những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.